luôn anh em, mạng lát lắm em chơi đấy. Xem mấy ông này đánh lại mà sao đó bà gì cả chưa làm gì cái bút ơ bà gì cả chưa hình như là được bút chứ nhỉ, được bút chứ phải là bút, được bút tức là được gọi là full auto full level ấy, up level hay WhatsApp bro. Xin lỗi anh em nha, mạng lag quá, tao chơi. Viper đâu? Viper, let's go baby. Một sen. Đỉnh góc, đỉnh qua đỉnh chứ, đỉnh luôn. Let's go Viper. Đợt này anh em cũng không còn hào hứng với game nữa sao, mấy anh em mấy anh em một cái Ryan Việt Nam cũng không thấy quay đây được xem live stream đâu. Các bạn đã có những thú vui mới, thú vui bên người mới. Nitrado không có một hit. Cái con Mighty Miner này, phải có rất là skeleton, minions, hợp lý là minions, gas hoặc là Diveli hoặc là Minpeka. Thực ra Minpeka không có Goblin Ga để chặn được tốt. Mình chơi cái deck có giant skeleton, gặp cái con Mighty Miner này đúng là khó khăn luôn, rất khó chịu. Check the King Tower kìa, hi guys. Rocket's coming. For sure, Rocket's coming. Nice, the King Tower. It can really hard to be to help with us with that talent. Hello? Yes. Xem Viper xử lý thế nào, trận này khó quá. Nhìn hát match up. Deck mình hay deck Viper gặp deck này cũng khó luôn, khó đánh. Cái điểm khó của con này nó thì con Mighty Miner nó cứ chặn như vậy. One shot? No way! Cannot get one shot. Không, trận này không thể rocket cycle được. Bởi vì bên kia họ đã hơn nhau tận một, gọi là hơn một quả rocket rồi. Mình bây giờ mà Viper mà rocket là chính xác luôn. Khó, quá khó luôn. 100% hard count. Đấy, nó có lock thì nó có thêm một đam nữa. Và thêm một tên đam. Nó có lock, nó lock nó nhanh quá. Lock đấy. Quả rocket cho Canton thì có thêm thua. Time to say goodbye.
Ôi, unlucky. Finish one. 2 seconds more. 2 seconds more. Viper. Sẽ Viper đánh với thì toàn đánh thành quá anh ạ. Cặp Freyza rồi, chân này ăn được ạ. Cycle nó chuẩn luôn, trận này Cycle Rocket rồi, với lại xoay được Vanky với Executioner. Hạn chế sử dụng vàng sử dụng Goblin, bởi vì Goblin là rất dễ bị arrow. Các bạn khi mà các bạn đánh ấy, các bạn nên nhận định là thẻ bài nào bị counter rồi đó, thì các bạn hãy ít sử dụng Goblin, coi như là nó không xuất hiện đi trong cái thẻ bài của các bạn. Nếu mà các bạn cứ bắt phải dùng cái này bài đấy thì rất khó các bạn có thể công được, tại vì các bạn ra là các bạn chết ngay. Thôi đồ giúp móc chân nếp đã dùng arrow rồi. Lock mùa sau đép ít mà, nó chỉ knockback một tí thôi. Nó chỉ giảm cái knockback thôi mà. Nói chung là tại vì là các bạn biết là Lock với lại Rocket với lại những cái thẻ bài kia ấy, tại vì nó nằm vào trong những cái deck phổ biến quá. Ôi rồi, tại sao lại... Ơ, cứ game. Không có Lock Veras, không để game. You can check on the back channel. Can check a Viper? Let's go! Oh, come on, lock with again. Yo! Yes! Chưa tốt giờ đa số dùng và bay điều mô ta. Xong. Viper mà gặp cái deck này không chịu lắm, không chịu, còn chưa active được cho rồi. Có thua idol mà lại không active được cho rồi, bất lợi. Oh my god, it's what the fuck? It's a perfect! Perfect rockets! Perfect to a lock! Holy shit! It's a more beautiful moment! Viper Lord, yeah, exactly! It's a more beautiful! Oh my god, hay quá nhỉ. Bad is the best. Kotori, trận này hay nè. Trận này không hay gì phí. Oh,
Job in there will finish on one. This is I hope I hope any good player on my fan list like Viper and Remyly. They have a signature deck. They have free to play deck and they have 100% skill deck. Okay, let's see. Who wins? Let's check it back. Let's go, Viper. You can do it. My friend. Chuẩn luôn. Lại Skaden vô bên cửa mày nè. Mới vừa nay chuẩn. Không biết là bên này chơi con gì. Con tanh là con mini tanh là con gì. Poison. Poison mày sẽ đai. Chờ một tên rocket. Rocket coming. Ủa, mà kì là phải giá trị phết kìa. No. Minor rockets. Mine, yeah.
Rất cái thảm, cá biên. Oh. Bọn thảo ở chậm. Thì tham.